tấn công bằng hỏa tiễn vào tòa nhà lịch sử ở Pakistan, một người bị thiệt mạng, tin từ Jiarat. Một đợt tấn công bằng hỏa tiễn từ những phe nào không ai biết đã giết chết một cảnh sát và làm hư hỏng tòa nhà lịch sử, là nơi người sáng lập Muhammad Ali Jinnah của Pakistan từng trú ẩn trong suốt một mùa hè chỉ vài ngày sau khi tân chính phủ tuyên bố sẽ kết thúc cuộc chiến tranh du kích tại đó. Huyện ủy viên Nadim Tahir cho biết, ba hỏa tiễn phóng lựu đạn được bắn vào tòa nhà di sản Quat Azam ở thị trấn Jiarat vào sáng sớm nay. Một cảnh sát viên bị thiệt mạng. Đợt phóng hỏa tiễn tiếp theo là xé nát tòa nhà gỗ tầng 2 và gây thiệt hại cho nhiều ngôi nhà khác gần đó. Một nhân viên cảnh sát nói rằng, có vẻ như hỏa tiễn được bắn ra từ dãy núi phía trước mặt. Thị trấn Jiarat nằm giáp Iran và Afghanistan, có nguồn tài nguyên đồng và vàng chưa được khai thác, nhưng phải chịu đựng một phong trào độc lập có vũ trang lâu dài. Các tổ chức nhân quyền đã đến đây kêu gọi một chiến dịch giảm bớt tình trạng bắt cóc đang là mối đe dọa tại đây. Đợt tấn công sáng sớm này là đợt đầu tiên từ khi tân tỉnh trưởng tỉnh Baluchistan nhậm chức vào tuần trước. Ông kêu gọi các lực lượng an ninh nên chấm dứt sự lạm quyền, hỗ trợ nỗ lực đàm phán của ông với quân nổi dậy, những người đang tìm kiếm một quê hương độc lập.